Nhìn mắt hảo Xin chào các bạn Trong loạt bài này, các bạn sẽ học nghe nói các hội thoại của giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới Bắt đầu từ quyển 1 Trước khi vào bài 1, chúng ta nên biết qua về các dấu trong tiếng phổ thông Trung Quốc Gồm 4 thanh và một thanh nhẹ Ví dụ Thanh 1 A A Thanh 2 Á Á Thanh 3 ả, à, ả, à, thanh bốn, ả, à, ả à, và thanh nhẹ, ả, à, ả. À. Thực tế thanh nhẹ thường đọc dựa trên thanh vốn có của từ đó. Bảng các phiên âm tiếng Trung các bạn có thể nghe ở đầu danh sách phát. Bây giờ hãy bắt đầu bài một với cách chào hỏi thông dụng nhất trong tiếng Trung. Xin chào, chào bạn, chào anh, chào chị, vân vân. Nǐ hǎo. Nǐ. Nǐ. Hǎo. Hǎo. Nǐ hǎo. Nǐ hǎo. Trong đó từ nǐ là bạn, anh, chị, cô, chú, vân vân. Hǎo là tốt, khỏe. Hãy nhắc lại. Xin chào. Nǐ hǎo nín khảo, hãy chú ý ở đây là hai thanh ba đi liền nhau nín và khảo thì thanh thứ nhất đọc thành thanh hai nín khảo nín khảo cách chào hỏi này được dùng trong hầu hết các trường hợp thông thường ở Trung Quốc. Bây giờ hãy nghe cách chào hỏi trong trường hợp rất lịch sự khách sáo nín khảo nín nín khảo. Khảo. nín khảo. nín khảo. trong đó từ nín là cách xương hô cực kỳ trang trọng thường dùng với khách hàng người già hoặc những người lãnh đạo người gặp lần đầu trong môi trường làm việc cũng có thể chào như vậy nhưng khi đã thân quen hơn thường sẽ lại dùng nín khảo hãy nhắc lại xin chào dùng trong các trường hợp thông thường ní khảo. ní khảo và cách nói chào anh chào chị chào ngài dùng trong những trường hợp cực kỳ lịch sự ní khảo ní khảo ngoài ra ở trung quốc người ta còn hay chào theo thời gian trong ngày ví dụ như chào buổi sáng chỉ buổi sáng sớm thường trước giờ làm việc 早上好，早，上好，早上好，早上好，早,上好或早，早安，早，安，早安。 Chào an Hoặc chào Chào Vào thời gian muộn hơn thường 9-10 giờ trở đi sẽ dùng Sàng ú hảo Sàng Ú Hảo Sàng ú hảo Sàng ú hảo 下午好，中午好，中，午好，中午好，中午好，下午就，下午好，下，午。 好，下午好，下午好，下午好。午晚上好，晚。上好，晚上好，晚上好。 bây giờ hãy chào lại xin chào dùng cho các trường hợp thông thường nhí khảo nhí khảo hãy đáp lại một cách rất lịch sự nhí khảo nhí khảo bài học này đến đây là hết